Đây, anh trai chị Sơ ở bên gia đình cháu Tuấn Anh. Là live stream à? Live stream à? Live stream. Không live stream đâu, cô chỉ quay video. Thôi được. Con ghét quay lắm. Đâu có quay đâu. Không vào đâu, cháu nói hết vào thôi. Cháu nói thì vào thôi.